Các bạn anh chị em thân mến, hiện tại em Khánh Trần Gỗ miền Bắc đang có mặt tại Quảng Xương, Thanh Hóa, vừa rồi là đo đạc các kiểu, và có lẽ rằng là từ đến tối hoặc là đến sáng mai sẽ bàn giao cho gia đình nhà anh Tùng ở đây một cái tác phẩm Trần Gỗ với chất liệu là gỗ xoan phun toàn bộ không gian phòng khách các bạn nhé. Và ngay bây giờ là mà tất cả các bạn anh chị em sẽ cùng ngắm nhìn toàn bộ không gian ngoại thất của một căn hộ mái Nhật rất là đẹp của gia đình anh Tùng tại đây. Và trước khi mà đi vào bên trong để cùng ngắm nhìn cái tác phẩm Trần Gỗ mà đơn vị Trần Gỗ miền Bắc hoàn thiện cho gia đình anh Tùng, thì là mà tất cả các bạn anh chị em sẽ cùng gặp gỡ chính là anh Tùng luôn, là anh chủ nhà, để xem rằng là anh chia sẻ như thế nào về đội thợ Trần Gỗ miền Bắc của em. Anh Tùng ơi, anh đứng ở chỗ này cho ánh sáng luôn anh. Đó, thì giới thiệu với tất cả các bạn chị em, đây là anh Tùng, anh chủ nhà. Thì anh có thể chia sẻ cho em Khánh một xíu là cảm nhận của anh như thế nào về cái tác phẩm Trần Gỗ mà đơn vị Trần Gỗ miền Bắc hoàn thiện cho gia đình nhà mình. Thì rất là như vậy. Thứ hai là về tư cách anh em đội thợ Trần Gỗ thi công anh. Đội thợ thì rất trẻ, vâng, làm rất nhiệt tình. Dạ vâng. Về độ đẹp sắc nét thì quá là ok. Dạ vâng, dạ vâng. Anh có góp ý điều gì không anh? Thì nói chung là hay đi là rất là cảm ơn. Ok, dạ vâng, em cảm ơn anh Tùng rất nhiều, cảm ơn anh Tùng rất nhiều. Và đó là anh Tùng, anh chủ nhà, một lần nữa thì cảm ơn anh Tùng. Và chúc anh và chúc cả đại gia đình nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Và hy vọng một dịp nào đó nếu như mà anh có những cái câu chuyện gì về ở chân gỗ hay ốp chân tường, ốp tường nữa, thì là hy vọng lại nhớ tới em Khánh. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ vâng, dạ vâng. Ok, và ngay bây giờ là mà tất cả các bạn chị em sẽ cùng đi sâu vào bên trong để cùng ngắm nhìn toàn bộ cái tác phẩm Trần Gỗ với chất liệu là gỗ xoan mà đơn vị Trần Gỗ miền Bắc đang hoàn thiện cho gia đình anh Tùng tại đây. Và có lẽ rằng là phỏng vấn anh chủ nhà là một chuyện quan trọng, là anh hàng xóm qua xem là có khen đẹp hay không mới là quan trọng này. Anh trai đây là anh hàng xóm, anh qua xem và anh có thể chia sẻ một xíu là về cái khách qua mà nói thì anh cảm nhận cái tác phẩm Trần Gỗ bọn em thi công như nào anh? Em thấy đẹp, đẳng cấp. Dạ vâng. Nói chung là rất chỉ là bắt mắt. Nhưng mà lý do tại sao lần trước anh lại chốt đơn vị khác mà lại không chốt em? Chốt đơn vị khác để anh có tí bạn bè giới thiệu là hơi cà nể một chút. Ok. Thật sự là dạ anh vâng. Cũng đã theo dõi follow em từ lâu rồi. À, cũng biết em từ trước đó biết rồi. Từ cái ngày anh trước khi anh làm nhà đấy cơ. Ok. Anh và dạ anh vâng. Dạ vâng, nhưng mà đôi khi là mình gặp nhau và cũng như là làm việc được với nhau nó lại là cả cái duyên đấy cơ. Ok, cảm ơn anh ra rất nhiều. Dạ vâng, dạ vâng. Ok, một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bác anh chị em, và đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới anh Tùng. Em cảm ơn anh Tùng nhé. Trong quá trình anh em thợ đang thi công thì bất cứ cái chỗ nào mà anh cảm thấy chưa ok anh cứ bảo thợ nhé. Với không gian kiến trúc của gia đình nhà anh Tùng tại đây thì em Khánh thiết kế cho anh trai đó chính là một ô trống ở giữa, hai đầu sẽ là hai ô phụ phun toàn bộ không gian của phòng khách các bác nhá. Và anh Tùng anh cũng chia sẻ với em là nếu như mà trong tương lai mà anh gọi là thích không gian của phòng bếp thì lại hy vọng rằng là anh em mình lại gặp nhau tiếp về cái tác phẩm Trần Gỗ ở bên trong phòng bếp. Phòng bếp của anh có một cái cột nếu như mà làm cả gỗ thực sự nó quá là đẹp, rất là rộng bên trong. Ok, một lần nữa tôi cảm ơn anh Tùng rất nhiều, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. À vâng vâng, con không biết là bác gái qua đây xem chưa? Nhưng mà bác gái đã qua đây xem trần gỗ nhà anh Tùng chưa bác gái? À, nhưng mà nhà bác gái ở ngay đây luôn à? Nhưng mà con hỏi xíu là con đi vào đây được không? Nhưng mà bác gái cảm nhận như thế nào về cái tác phẩm trần gỗ mà con làm ạ? Nói chung là hôm qua bác sang bác xem thì thấy bác thấy chất lượng đẹp mà dạ, đều. Vâng. Dạ đẹp. Vâng, thực ra là cái quan trọng nhất là nó phải đều, đồng đều, đúng không ạ? Thấy hôm qua 11 giờ đêm bác đang còn sang thấy là làm mạnh lắm. Dạ vâng. Mấy anh em làm nhiệt tình mà làm thi công nhanh lắm. Nhưng mà liệu ồn ào quá có ảnh hưởng đến gia đình nhà mình bên cạnh nói không ạ? Chi cũng có mấy ngày thôi mà có lâu đâu. Nhà bác ăn con, nhà bác cũng đang sáng vui về. Dạ vâng. Về hãy mà là ưng mà thấy là bên đó làm đẹp là anh cũng làm. À có nghĩa là nhà mình vẫn đang là xây nhà các kiểu ạ? Đấy, nhà bác làm rồi nhưng mà con. À dạ vâng. Và hy vọng là nếu như mà khi mà anh trai nhà mình về mà thích thú trần gỗ thì là hy vọng là lại bọn con lại vào trong Quảng Xương tiếp. Anh ưng thì anh cũng về anh làm đó. Dạ vâng, cảm ơn bác gái nhiều. Công ty của các con là làm nay bác thấy vào đây làm nhưng mà cũng đạt tiêu chuẩn thì dạ vâng. đó là mới có làm xong còn chưa là lên bóng đó. Chứ dạ, lên bóng rồi, là đẹp tuyệt vời nữa. Chính xác. Vâng, cảm ơn bác gái nhiều. Thế bác gái làm tiếp bác nhé. Con chào bác. Dạ vâng, con chào bác. Ok, đó là một. À dạ vâng, con thì làm ở Thanh Hóa nhiều lắm, con làm ở Hà Trung, làm ở thành phố Sầm Sơn, thành phố Thanh Hóa nhiều. Vâng, con làm ở Thạch Thành nhiều nhất. Quảng Xương cũng làm. Dạ vâng. Con chào bác gái. Dạ vâng. Con cảm ơn bác gái nhiều. Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng. Bọn con bây giờ ở đây xong là con lại đi nghiệm thu công trình ở Nam Định nữa. Thì là để thợ tiếp tục làm tiếp với sáng mai mới xong được. Dạ vâng. Con chào bác gái. Dạ vâng. Ok các bạn. Một lần nữa thì cảm ơn anh Tùng và cảm ơn đại gia đình nhà anh Tùng và cảm ơn bà con Quảng Xương Thanh Hóa rất nhiều đã lựa chọn đơn vị Trần Gỗ miền Bắc để làm đẹp toàn bộ không gian sống bằng các sản phẩm Trần Gỗ tự nhiên bên đơn vị Trần Gỗ miền Bắc. Và đặc biệt là cảm ơn bác gái kia rất nhiều, bác gái qua xem các kiểu bác gái thích quá. Ok, cảm ơn anh chị em rất nhiều và đừng quên để lại cho em xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video. Và bây giờ xin chào. Em chào anh Tùng nhá, chào anh trai nhá.
Dạ vâng, chào anh. Dạ vâng. Chào bác trai. Ở đây thì là đại đa số là nhà mái Nhật rất là nhiều. Anh chị em nhìn này, nếu mà căn hộ nhà anh Tùng khi xong thì cũng rất là đẹp. Mái đang làm đó. Ok, rất đẹp luôn. Chân gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999.